Chiều ngày 16 tháng 6 2020, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua ấp 1 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe máy tông xe đầu kéo đang dừng bên đường khiến một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút chiều cùng ngày, chiếc xe đầu kéo biển số 48C02992 kéo theo rơ móc biển số 48R00031 dừng đổ xe bên đường quốc lộ 14 đoạn qua ấp 1 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thời điểm này trời đang có mưa nhỏ, khi xe đang dừng thì bất ngờ từ phía sau một cô gái khoảng 18 tuổi chưa rõ danh tính điều khiển xe máy Vision biển số 93B217831 lưu thông cùng chiều phía sau đi tới. Khi thấy chiếc xe đầu kéo dừng bên đường phía trước, nữ tài xế không làm chủ được tay lái, tông vào phía hông trái của đuôi xe đầu kéo. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy bị văng ra hướng bên trái của đường quốc lộ 14, gần làn đường xe ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Cô gái cũng bị văng ra đường bị thương. Ngay sau đó, tài xế cùng người dân đã đưa cô gái đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đồng Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.